nay một trăm phát đen thật nữa được không á? Lớn nữa được không hả? Quá là sôi, quá là cháy rồi. Ok. Và lần đầu tiên thì trong phát đen xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt tại đêm nay ạ. Sung lên nào! Sung lên nào! Yeah, và không để mọi người đợi lâu, một cái khúc đầu tiên phát xin được gửi lời. Phát xin được gửi đến tất cả mọi người một cái khúc để mang tên là Đâu Phải Cho Anh, một ca khúc do Phát Ly và anh TVK sáng tác ạ. Mời mọi người cùng lắng nghe. TVK sáng tác. Đây, anh TVK nha mọi người. Đó, các anh biết chụp hình đó. Ok, cái khúc Hẹn Thề Làm Chi remix xin được gửi tới tất cả mọi người đêm nay ạ. Em cho người ta rồi mong và ngắn ngôi từ đây về người. Ngày nhau chi để cho chúng ta chia đường. Đừng đã sẵn sống vội vàng. Kiều hồng giúp em xa ngàn. Còn là ra hoa người sau khi lễ vô vàng. Đừng duyên vì ai tình thân của mình. Từ đây quay
thương thương nên anh đi xô anh nghèo mà tìm xa xong để lại nơi đã nhiều thương nhớ nhìn nhận hoa đang qua đây nơi xa xa đều lắm đẹp điều hay là đến đâu rồi đồng buồn nhau trong quanh nhiều vậy là anh theo người ta rồi không phải cắn mơ từ đây bên người hẹn gặp nhau chỉ để cho chúng ta chia lìa nhìn nhau sáng sớm vội vàng kiểu mặt sức em sáng ngang không cả xa hoa người trao khi nên xin cảm ơn anh rất nhiều, một những cái phút rất là sôi động mà.